Vâng, em xin chào các anh. Ở đây là em lại tiếp tục em lên thêm một cái nồi cơm điện cao tần nội địa Nhật cho bác nào mà đang cần hỏi cái nồi của dòng Tiger nhé, dòng con hổ của nội địa Nhật. Đấy. Cái này em xin lưu ý là đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V nên các bác về là phải cập đúng điện 100V nhé. Đấy. Và cái nồi này thì em cũng đã nói rất là nhiều trong các clip trước đó, nhà em bán hàng rồi. Thì đây là những cái nồi này là những cái nồi mà đây. Trước khi nói thì là em sẽ quay cho các bác xem cái nội thất đã nhé, đẹp chưa? Đấy, rất là đẹp. Đấy, nòng xoong này, đấy, nòng bên trong này, đấy, con này nói chung là em thấy là đẹp luôn. Có nhiều con nó về là các cái này là nó đã bị bong cả cái chống dính này, nhưng con này là chống dính còn tốt luôn này. Đấy. Nói chung để kiếm được một con nồi như thế này trong cái hàng bãi mà thiếu đồ rất ít. Đấy. Đây, bây giờ trở lại với cả cái vấn đề nồi cơm nhá. Thì ở nhất rất nhiều các clip trước khi mà bán nồi cơm em đều có nói rất rõ là đây là những cái hàng này là nó đi kèm về với cả đồ âm thanh, vì nhà em bán chuyên đồ âm thanh. Và trong quá trình nhập hàng về đấy. Thì có những cái đồ này nó về kèm với cả đồ âm thanh thì em không chuyên nên em bán xả cho anh em thợ với giá gọi là không bao sống chết này, bán thanh lý xả kho tù mù không bao sống chết. Thì đó là cái câu chuyện của khoảng tầm 1 năm trước đấy. Thì có rất nhiều anh em thợ người ta đến, người ta lấy, người ta nhặt, thậm chí người ta lấy một phát lúc 5-6 cái nồi luôn, một lúc người ta nhặt về, người ta kiếm vài đồng uống nước đấy. Và trong quá trình em quay lên video ở trên YouTube thì cũng có những khách hàng không phải là anh em thợ, thì các bác đấy bảo là các bác có gọi điện, các bác ấy bảo là em ơi cái nồi của em nó chạy không, thì em bảo là cái này em bán cho thợ thôi, thì giá em bán tù mù không có sống chết đâu anh. Đấy thì quan điểm trao đổi rất rõ ràng với khách luôn nhé, em không có sống chết đấy. Thì khách bảo nhưng mà cái này thì anh không phải là thợ thì em chịu khó em cắm giúp anh cái điện lên, nó lên điện là nó em cứ đổ nước mà nó nóng nóng, mà khi mà đun nước nó sôi là anh đấy thôi, anh không 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 bắt em phải bảo hành hay gì cả, vì anh biết là em bán cái này là em bán thanh lý bán xả kho là em cũng không lời lãi gì đấy. Thì anh chấp nhận là mua với cái giá xả kho của thợ, chỉ cần nóng xong lên điện đấy là anh sẽ lấy. Đấy thì là em cũng có quay một vài clip lên như vậy và cho khách hàng xem đấy, và khách chốt đấy. Thì sau khi khách chốt xong thì có những khách khác cũng lại gọi điện hỏi mua cái con nồi đó nhưng đã bán rồi. Đấy thì khách bảo là thế em bây giờ em có cái nồi nào khác không, anh cũng chỉ cần là đi nóng xong lên điện là anh đấy thôi. Đấy thì chính vì thế mà bây giờ em quay là em hay có các clip như này, là em sẽ quay xung quanh cho các bác xem này, được chưa? Và xung quanh như các bác xem này. Đấy. Xấu thì em bảo xấu, đẹp thì em bảo đẹp. Trung bình thì em bảo trung bình. Không lên điện em bảo không lên điện, có điện em bảo có lên điện. Đấy. Như con này em cắm điện là có lên điện. Đây, các chế độ ủ ếch vẫn dùng được này. Đấy, thấy chưa? Này các nút bấm này vẫn hoạt động bình thường nhé. À, thì theo như em tìm hiểu được, em nói thật em không biết thợ về cái này nhá, em nói lại là em không thợ về cái này. Thì em tìm hiểu được thì là cái nồi này thì nó sẽ có cái này là bấm giờ này, cái này là chế độ ủ cơm này đấy, cái này là chế độ cơm cháy này, tức là bấm cái này và mình là khi mình bấm cái này và mình ở một số các cái chế độ, ví dụ là nấu cơm gạo trắng, đây là gạo trắng nhá, đây là cơm sinh thái, cơm dẻo, cơm sinh thái, cơm dẻo, đây là cái này là cái hủy nha, hủy các chế độ nhá. Đấy, thì cơm sinh thái, cơm dẻo này thì mình sẽ không nấu cháy được này. Nhưng nếu như mình muốn ăn cơm có cháy thì mình có thể sử dụng sang cái chế độ thứ hai là chế độ nấu cơm gạo trắng. Đấy. Cơm sinh thái nó sẽ nấu gạo dẻo nhá. Đấy. Tức là gạo trắng của mình đun vẫn được nhưng mà nó sẽ là cơm dẻo chứ nó không có cháy. Đấy, và chế độ thứ hai là chế độ nấu cơm này thì mình thích thì mình có thể bấm cái nút này để nó có cháy hoặc là không có cháy. Đấy. Sau khi ấy xong thì mình ấn nút này để nó nấu. Đấy. Đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp cả, dùng rất là dễ. Đấy. À.
Thì sau quá trình mình đun nấu các kiểu thì nó sẽ ấy nhá, thì nó sẽ chín cơm mà mình sẽ có một cái bộ cái gọi là gì nhỉ? Một cái nồi cơm ngon. Đấy. Thì bác nào mà lấy con này thì báo em nhé. Đấy. Em bán con này thì là 900k, để bác nào mua thì alo em. Đấy. Còn credit test xôi nước thì em để sau nhé. Em đang có một cái vị khách người ta đang cần quay con Yamaha, thì bây giờ em sẽ quay lên cho khách nhé. Chào các bác, xin gặp lại các bác trong những video tiếp theo bên em nhé.